Xin chào mọi người. Thì hôm nay em có đóng một cái đơn hàng là hai cái bình viễn thông 150 này. Với là một con này là 3 kg hệ 24V. Thì con này em đóng cho anh Cường. Anh Cường nó gọi là chú đi, chú Cường ở Tây Ninh. Chú cũng năm nay cũng là 71 tuổi rồi. Nhưng mà chú vẫn đam mê bên năng lượng mặt trời thì chú có lấy một bộ. Thì cháu hướng dẫn qua cho chú như thế này. Cái này thì nó có một cái nắp chia kín ở đây này. Thì cháu mới lấy ra này. Đấy, có một cái nắp chia kín ở bên này. Nó có 4 ốc, mỗi bên 2 con. Ở đây. Đấy. Đây. Cái này ở đây. Thì về kết nối thì ở đây nó có ghi rất rõ nha chú. Ở cái cổng này thì nó có là AC input này. Thì điện 220 nhà mình thì mình kết nối vào đây. Thì đây có một cái cổng kết nối tiếp đất này. Thì chú về chú nên tiếp đất nha, không tiếp đất sẽ bị giật nha. Mấy cái loại mạch điện tử này mà không tiếp đất là rất dễ bị giật. Nên mình phải tiếp đất cho nó nha. Đấy là cái dây này. Đấy thì mình kết nối vào cái dây này, mình cho xuống đất thì toàn bộ cái hệ thống mát của cái máy này và tất cả vỏ lẫn những cái điện nào nhiễm ra thì nó sẽ tự động nó chuyển hết xuống đất. Đấy là cái cổng đầu tiên. Còn cái cổng này thì chú kết nối cái dây lửa của điện 220 nhà mình vào. Còn dây này, cái cổng này là dây mát. Đấy, nó có 3 cái lỗ kết nối đấy. Thì còn đường dưới đây này, đường dưới đây nó còn ký hiệu đây là AC output, đây là điện 220 ra. Đấy, điện gia tải nhà mình đây. Đấy, ở dưới đây nó có 3 cổng đây. Đấy thì mình đã tiếp mát ở trên đây rồi thì nó sẽ chạy cả thằng này nó thông nhau và nó ra vỏ này luôn. Nên là mình cần kết nối một dây ra là ok. Và mình cũng đấu đúng như vậy luôn. Thì chú nên đấu là lửa vào lửa nhé. Đấu đúng như người ta hướng dẫn đây. Ở đây này. Đấy, để cho cái hệ thống khi mà nó chuyển sang điện lưới thì nó không bị ngược âm dương. Thì nó sẽ không bị hư những thiết bị gia đình của mình nha. Và nếu mình đấu ngược âm dương thì nó cũng sẽ tốn điện. Còn cái này thì mình có thể làm một cái công tắc tắt bật ra ngoài này. Đấy, thì cái này nó có NC và nó có nghĩa là thường đóng và thường mở. Đấy, thì ở đây cái dây này thì cái máy này là nó không có dây kết nối bình. Thì con là bấm cho chú một cái dây này. Đã bấm cốt đầy đủ cả hai đầu luôn. Đấy, cả đầu bình này lẫn cái kích này luôn. Còn pin thì chú kết nối vào đây. Đấy, vào cổng BV này. Cộng này, dương là bên trái này. Âm là bên phải này. Đấy, và bình cũng vậy luôn. Thì nó có ghi ở đây này. Đấy, dương này. Và bên đây là âm. Đấy, dây con kết nối cho chú như thế này rồi. Đấy, đây là công tắc tắt bật của nó. Thì cái này con đang cài đặt cho chú. Thì đây là bình Vision công nghệ AGM 150A. Còn đây là tấm pin. Đấy, đây có hai tấm 360W. Đấy, con cho đóng như thế này. Đấy, nói chung là bên con đóng hàng thì từ trước đến bây giờ đóng rất nhiều pin rồi nhưng mà chưa có xảy ra một sự cố bể vỡ nào hết. Tại vì đóng rất kỹ. Ở giữa của hai tấm pin thì có một miếng xốp. Ở hai bên hông này cũng có và kèm theo là hai miếng ván. Và những cái góc này được bọc rất kỹ chắc chắn. Để khi mình vận chuyển thì sẽ hạn chế tối đa cái vấn đề sự cố xảy ra ngoài mong muốn. Thì chú nhận được hàng thì chú nên lưu ý là kiểm tra kỹ cái pin này cho con nhé. Kiểm tra thật kỹ. Mình mở ra mình kiểm tra có bị vỡ gì không. Tại vì khi mình kiểm tra ở đó bị vỡ thì bên nhà vận chuyển người ta mới chịu cho con nhé. Chú lưu ý cái điều này cho con nhé. Tấm pin thì chú có lấy hai tấm. Hai tấm 360 á. Thì đây con cũng gửi kèm cho chú những cái kẹp pin này. Đây có 6 cái nhé. Hai kẹp giữa, 4 kẹp góc. Dây kết nối này thì là một cặp jack đôi. Như thế này là về chú kết nối là ok nha. Cái này thì chú cứ kết nối như con đã hướng dẫn điện thoại cho chú đấy. Thì cái đầu này chú có cắm thì là ok. Còn hai cái đầu dưới này thì chú cắm vào hai cái đầu này. Đấy. Cứ cắm vào là đúng âm dương thôi nha. Tại vì con đã kết nối đúng âm dương. Còn hai cái đầu này á thì chú cho vào cái bộ inverter này. Đấy, vàng là dương nhé. Vàng là dương và xanh là âm. Thì mình kết nối vào cái cổng này. Đấy, vàng thì mình cho vào dương này. Vàng mình cho vào dương này. Đấy, và xanh thì mình cho vào âm. Xanh vào cho âm này.
Thì khi mà mình kết nối xong á, mình bật inverter này lên. Mình bật inverter này lên thì hai cái quạt này nó sẽ quay rất mạnh. Đấy. Nó quay một lúc xong một cái là khởi động xong là nó sẽ tắt, và khi nào cái inverter này nó nóng thì nó mới chạy lại nhà chú. Đấy thì con nói trước qua, chú nên lưu ý cái đường vào, con nhắc lại là chú nên lưu ý cái đường vào của điện AC này nhá. Đấy, nhớ đây, cái ngõ trên này là điện 220 vào nhá. Đây này. AC input này. Chú nhớ cái điều này cho con nhá, đừng có đấu lộn nhá. Đấy, và nên đấu qua những cái áp bảo vệ nha chú. Nên đấu qua cái áp bảo vệ. Đấy, và trước khi bật inverter thì chú nên là kết nối tiếp đất cho cái bộ inverter này nha. Nên tiếp đất, mình đấu hai cái cổng này với nhau, hoặc là chú đấu một cổng cũng được. Rồi nên tiếp đóng cọc cho xuống đất để truyền cái lượng điện nhiệt xuống nha. Không là nó sẽ chạm vỏ, nó sẽ rất hay bị giật. Đấy, chú lưu ý nha. Và khi mình kết nối á, thì chú kết nối bình này, kết nối pin này và kết nối điện lưới vào, thì tất cả những cái này là chú đều phải đấu qua áp nhé, đều đấu qua áp hết. Thì khi mà kết nối xong này, chú bật áp của bình lên này, bật inverter lên đấy, để cho inverter nó hoạt động ổn định. Đấy, cái bộ này nó hoạt động ổn định. Sau đấy chú đóng áp của thằng BV lên, đóng áp của thằng BV này lên. Đấy là cho kích chạy ổn định xong thì chú với cắm cái điện 220 của nhà mình vào. Đấy, đóng áp của điện 220 lên. Đấy, và sau đấy bắt đầu là chú dùng tải nhé. Chú hãy làm đúng quy trình như vậy. Còn là để cài đặt thì con là cài đặt mặc định cho chú hết. Đấy, cài đặt dùng pin năng lượng mặt trời, rồi ưu tiên dùng pin năng lượng mặt trời, sau là bình và đến điện lưới. Đấy, là cài đặt hết. Thì cái còn cái này thì chú có cái sách hướng dẫn sử dụng, thì chú muốn cài đặt thêm thì chú cứ nhìn sách hướng dẫn sử dụng nhé, thì nó cũng rất dễ thôi. Còn cái này là cái áp chống quá tải cho thằng inverter này, cho thằng điện 220 vào này. Ở dưới này nó có ghi này, input đây, 230 VAC. Đấy, nó bảo vệ chập. Thì chú hãy lưu ý trước khi mình đóng inverter thì chú hãy cố gắng kết nối cho đúng những giác kết nối âm dương nhé. Thì cái thằng là dây bình vào đây, con bấm cho chú thì dây trắng này, và cái đầu cốt này là màu đỏ, thì chú cho vào dương. Đấy, cố gắng kết nối cho đúng hết tất cả trước khi bật inverter nha chú. Thì video này thì em muốn giới thiệu qua cái con inverter 24V 3kg mạch điện tử. Con này 60A thì nó sẽ chịu được cả tầm 1300W pin. Đấy, điện áp thì nó hoạt động thì trong sách hướng dẫn có. Thì hôm nào em sẽ có một cái video chi tiết hơn ruột của con này cho các bác xem luôn. Video này em xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Nếu mọi người mà thấy hay và muốn ủng hộ em thì hãy đăng ký kênh và like. Xin chào tất cả mọi người.